ơi, lao sao ta chạy quanh chẳng dừng tìm lối. Bầu trời xanh trên cao đang quay về thôi. Hạt long lanh cho ngày lên tinh khôi. Trong nỗi vui đời thương hay dẫu bao buồn phiền, tình thật an nhiên phút giây bình yên. Giữa chốn xa hoa này bao lần vấp ngã, giữ tâm hồn nhiên thức giấc mơ ta về. Đời không cho nhiều mà lòng chẳng thiếu, nghĩ chi trả vây nếu tim còn yêu. Trời luôn mơ nắng, biết yêu thương mình là biết yêu thương người. Một lần cho đi muôn đời ta mãi có. Ngày rồi đêm thay nhau có chi sầu thêm, mặt đất đâu hư hao luôn là nơi nụ hoa nương nao. Bầu trời xanh trên cao vẫn muôn ngàn sao, tình nào nào đưa người về bên nhau. Thoại, bà chủ nhà em nhắn lại cậu, tổng cộng cậu tới 100 cây. Trai hay con gái vậy? Là bé gái anh. Cứu đi cậu, cậu ơi cậu. Anh đang làm gì vậy hả? Anh làm gì vậy? Mày hả mày? Cô á, không đẻ được con trai á thì để tôi ra ngoài tìm người khác đẻ. Chẳng lẽ không còn hy vọng gì hay sao? Cậu Hải cần phải cưới thêm một người vợ. Xếp ngay ngắn nha, đè lên. Xúc lúa vô bao nhanh đi. Trời ơi, mạnh tay lên, bộ chưa ăn cơm hả? Đổ lúa tùm lum hết trơn luôn. Anh này. Kể nè. Trời ơi, thằng này, mày làm gì vậy? Bà gì? Bà Lan, bà xuống kìa. Dạ, cô mới xuống. Nói với chú Quang, tôi sẽ không nhận số gạo đợt này của chú ấy đâu. Dạ. Và từ nay, tôi cũng sẽ không mua gạo của chú ấy nữa. Dạ. Dạ, mình về luôn hả bà? Chạy đi. Dạ cậu. Bà xuống đây làm gì? Dạ, bà ta nói bà sẽ không lấy gạo nữa. Tại sao? Chắc chắn á, đã có thằng nào đâm giọt rồi. Chứ gạo em đã bùa rồi thì làm sao mới phát hiện ra được. Thật không? Dạ thật. Ây da, cậu mày có biết gì sao bà ta từ một con mẹ lái đi thu mua lúa gạo lại trở thành một bà chủ của công ty xuất nhập khẩu gạo lớn nhất gì miền Nam này không? Dạ là do bà ta lấy anh trai của cậu rồi được ba má cậu chia của. Chính là nhờ đôi bàn tay của bà ta. Thằng ngu. Đôi bàn tay.
Tương ớt chiên su, vạn món ngon bùng vị. Về nhà ăn ngon với Omachi sốt bò hầm. Đặt hàng ngay qua hotline 1900 6869. A An, nành gạo ngon cơm. Dạ bác ăn cơm ạ. Bé Hiếu đâu? Dạ đang chơi trên lầu ạ. Mẹ con Hương khi nào xuất viện? Dạ chắc là tuần sau. Tại sao phải ở lâu thế? Là do mẹ hay con bị cái gì? À, dạ do tinh thần chị Hương không được tốt nên bác sĩ bảo nằm lại vài hôm ạ. Bà Vũ mới khi nào thì tới? Dạ trong hôm nay ạ. À, thế thì tốt rồi. Vậy thì con tập trung lo cho Hương nhé. Dạ. Cậu Tài gọi điện về chưa? Dạ chưa ạ. Bác vẫn chưa ăn. Có con có cháu mà phải ngồi ăn một mình tội quá. Cái gì vậy? Tao chỉ mượn có mấy cây vàng không có là sao? Ê, anh mượn mấy trăm cây vàng chứ mấy cây hồi nào hả trời? Một thằng không có thì hai thằng hùng lại cũng có thôi. Anh khùng hả? Tụi em đào đâu ra? Anh Hải à, bớt đánh bài lại đi. Nè, một á, có cho mượn. Còn hai á, thì im cái miệng ra đi. Đừng dài đời tao. Tụi em á, cũng toàn là muốn tốt cho anh không mà. Tốt, tốt. Nè, lấy cái tay ra khỏi cái vai tao xui xẻo nha. Tao nè. Mấy ngày nay cậu để cho tụi này tìm cậu vất vả quá ha. Tìm chi rồi than. Vậy thì tiền tụi này tính sao đây? Ta không có động tay động chân gì chưa? Từ từ trả làm gì vậy? Vậy thì mày hãy cho tao mượn ngón tay của mày để tao có cái về nói chuyện với bà chủ. Ê! Tụi mày làm cái gì? Buông đi khi! Tụi mày dám à? Tụi mày làm gì? Tao không giỡn nha. Có ai cứu tôi? Cứu tôi với! Tao ai không? Có ai cứu tôi không? Cậu ấy thiếu mình bao nhiêu tiền? Ông gánh nợ nó. Không, hỏi cho biết để giúp cô ấy làm vài dáng gỡ lại chứ. Chú đến có việc gì? Chị biết rồi còn hỏi à? Tôi cần một câu giải thích. Chú có biết vừa rồi tôi phải đền cho khách hàng bao nhiêu vì cái số gạo không đúng chất lượng của chú không? Cho dù chuyện gì xảy ra, chị cũng không có quyền từ chối gạo từ nhà máy của tôi. Chị đừng quên lời hứa của chị đối với ba lúc ba giao tài sản lên cho chị. Lúc nãy tôi đã thắp hương xin lỗi ba. Vì từ nay, tôi quyết định bảo vệ chén cơm của hơn 100 anh em công nhân trong công ty tôi. Thay vì chỉ bảo vệ chén cơm cho một mình chú. Chị đúng là người ăn cháo đá bát. Tôi chấp nhận. Tôi nghe nói là chị vừa có thêm cháu gái. Thì sao? Lời hứa thì có thể gió thoảng mây bay, nhưng quy tắc dòng họ này chị đừng hòng lật lọng. Đến năm 40 tuổi thằng Hải không có con trai, chị phải giao tài sản lại cho tôi. Thằng Hải mới 30. Con trai nhà Đức mẹ, tôi e là
Rồi chóng mắt lên coi kết cục gì ra sao. Căn phòng này đã được bố trí theo phong thủy để khách vào chơi chỉ có thua chứ không thể thắng, nhưng mà không có cái gì là tuyệt đối hết. Thế phong thủy nào cũng sẽ có cách để khắc chế. Tới bây giờ tôi mới hiểu tại sao là mẹ tôi lại tin tưởng ông đến như vậy. Phong thủy lý số là khoa học chứ không phải mê tín dị đoan. Tôi không quan tâm nó là cái gì, miễn nó giúp tôi thắng cờ bạc thì nó là số 1. Từ đây về sau tôi đánh ở đâu ông phải đi theo đó. Tôi theo cậu thì dễ rồi, nhưng mà cờ bạc nó cần phải có vốn. Ông sợ là mẹ tôi không đủ tiền để cho tôi chơi sao? Sao cậu không tự giúp mình mà phải sống lệ thuộc cho người khác vậy? Thời vận của cậu đang tới đó. Có chuyện gì ông nói hoài tẹt đi. Tại sao cậu không tự đứng ra làm ăn? Ông thầy, ông gấp quá. Đừng có thấy tôi tin tưởng ông một chút xíu là muốn kiếm chác nha. Chuyện làm ăn này không cần vốn, mà chỉ cần cậu tốn một ít nước bọt thôi. Nếu dễ như vậy á thì tại sao ông không tự làm, chỉ cho người khác chi vậy? Bởi vì tôi không có được một người mẹ tài giỏi, và cũng không có được một người cha vợ đang kinh doanh phát đạt. Cậu nè, cậu cậu nè, em đừng có sợ. Tôi không có sợ, anh không ác ý gì đâu. Cậu đi ra ngoài đi. Tôi tới đây để xin lỗi em mà. Tôi không cần xin lỗi gì hết, cậu đi ra đi. Tôi nói xong rồi tôi sẽ đi liền mà. Tôi không muốn nghe gì hết, cậu đi ra đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhà sẽ cưới em làm vợ. Anh chân thành muốn chuộc lỗi với em mà. Anh đã nói chuyện này với mẹ rồi. Tuy là anh không thể nào cho em danh phận vợ chồng chính thức trên pháp luật được, nhưng mà anh sẽ cưới hỏi em đàng hoàng. Anh hứa anh sẽ yêu thương em giống như là vợ chính thức của anh vậy. Và nếu em có thể sinh cho gia đình này một đứa con trai nữa thì em sẽ còn được nhiều thứ. Làm vợ anh nha. Thank you.
mẹ vẫn sẽ coi con là con dâu của mẹ. Ngay cả khi cô ta sinh cho mẹ một đứa cháu trai. Đúng vậy. Còn nếu cô có con trai trước thì sao? Thì mẹ sẽ sắp xếp lại gia đình như cũ cho con. Gia sản này do một mình mẹ tạo dựng nên. Phụ nữ đâu có vô dụng đâu, phải không mẹ? Trên đời này không có ai vô dụng cả. Nhưng chỉ tiếc cuộc sống này luôn luôn tồn tại những kẻ cơ hội. Dòng họ Trần có quy định, nếu người con trai trường đến năm 40 tuổi mà vẫn chưa có con trai nối dõi thì quyền thừa kế sẽ truyền cho người con trai kế tiếp. Mẹ không cam tâm phân chia những gì mẹ cực khổ có được cho một người như chú của con. Nếu con chưa yên tâm, mẹ sẽ cho con một sự bảo đảm. Dạ không cần đâu mẹ. Con chỉ xin phép mẹ thời gian này cho con được dẫn mấy đứa nhỏ về ở với ba con. Có những chuyện con không chứng kiến sẽ tốt hơn. Ta không thể danh chính ngôn thuận cưới con về, nhưng con đã bái lạy tổ tiên thì con đã là con dâu nhà này. Đây là giấy tờ hai căn nhà trên đường Nguyễn Trãi và cách mạng tháng 8. Ta cho vợ chồng con làm quà cưới. Con cảm ơn mẹ. Đừng có đem tặng nó cho sòng bạc nhé. Mẹ, con thay đổi rồi. Để rồi xem. Dạ, mẹ cho phép con đưa vợ con đi chơi Đà Lạt vài hôm nha. À. Xuống xe đi. Mình đi đâu vậy anh? Vô đi rồi biết. Mở bài đi. Tôi nói mở bài đi. Em không có biết chơi. Không cần biết chơi, chỉ cần biết mở bài thôi. Có chơi không vậy? Lẹ lên coi. Nhanh lên. Mở bài. Được rồi, tập xuống đi. Để xem thầy bội nó có đúng không. Thank you.
còn định về bên đó thật sao? Dạ. Còn suy nghĩ kỹ chưa? Ngày mai con sẽ đi. Con làm vậy chẳng khác nào tự hành hạ bản thân mình. Con không sao đâu. Ba đừng lo cho con. Có phải vì món nợ của ba mà con... Ba à, không phải như vậy đâu. Con chỉ vì con không cam tâm thôi. Con không thể thua cuộc như vậy được. Hương à, con đã từng nghĩ là sẽ giải thoát cho bản thân, cho đến khi con về đây, con mới cảm thấy là mình không cam tâm. Tất cả tình yêu tuổi trẻ của con nên để lại bên nhà đó hết rồi. Con không thể ra đi như vậy được ba. Để rồi được gì hả con? Con cũng không biết nữa ba. Hôm nay vợ con sẽ từ nhà ngoại về đấy. Con mời mẹ uống trà. Sao mà ở bỏ luôn đi chứ? Con nói cái gì thế? Con chỉ sợ là cô ấy còn giận con thôi. Con quan tâm tới vợ con từ bao giờ đấy? Mẹ à, cô đã thay đổi rồi mà. Vợ chồng mới cưới vui chơi cả tháng nay đủ rồi đấy. Từ tuần sau theo mẹ vào công ty làm việc. Dạ. Phải làm từ thấp lên cao, chứ không được ngồi mát ăn bát vàng đâu. Dạ con biết rồi. Tự nhiên con ngoan thế, mẹ lại thấy hơi lo lo. Kì mẹ. Vợ con về đấy. Kêu cả Quỳnh vào phòng trà gặp mẹ. Dạ. Quỳnh. Dạ. Mời nước chị Hai đi con. À, dạ. Em mời chị Hai. Hương à, bây giờ chúng ta đã là người một nhà. Mẹ hy vọng hai con sẽ biết cách nhường nhịn nhau để nhà cửa được yên ấm. Dạ. Dạ. Thôi, hai chị em nói chuyện với nhau đi. Chị đừng đi lộn phòng nha.
Phòng của chị bây giờ ở phía cuối hành lang á. Tuyên chiến luôn sao? Rồi có ai thích chia sẻ đồ của mình với người khác bao giờ? Thường những kẻ ăn cướp hay thích nói ngược. Anh, có chuyện gì? Em đang hỏi thăm chị Hai. Chúc mừng anh lấy được vợ hiền thôi. Người mà tôi chọn làm vợ không những là vợ hiền mà còn là dâu Thảo nữa. Chắc chắn sẽ làm mẹ vui lòng bằng cách sinh cho mẹ một đứa cháu trai. Tôi cũng mong thấy được ngày đó. Chị Hai không thích em. Thì kệ cô ấy đi, đứa anh thương em mà được rồi. Có phải câu này ngày xưa anh cũng từng nói với chị Hai không? Cô ấy là do mẹ chọn, còn em á là anh chọn đó. Diễn biện lắm nha. Đi chơi không? Dạ. Nhưng mà cho em ra ngoài gặp bạn chút đã nha. Khi mở công ty có tiền trả nợ thì tụi nó xé tôi thành tám mảnh rồi. Còn không á, tôi cũng banh xác với tiền lãi đó thầy. Cậu yên tâm đi, cấp tôi quay cho cậu sự gom tiền rất nhanh. Em xin nhờ nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai á, anh có đón mẹ con em về. Nhìn thật.